Chương 171, Mạc Nguyệt Chánh Thức Mục Đích Tô giật cũng kinh ngạc, cái này một đống hình thù kỳ quái chi vật, bất luận cái gì một dạng cũng không đơn giản, đều là luyện khí bảo vật, hỏa viêm kim cương thạch, thanh binh thiết, cùng bạo độc giác yêu trâu một sừng, đều là luyện chế binh khí tuyệt đối bảo vật, giá trị liên thành, cái kia một đống nguyên thạch, tuy nhiên cũng đều là nhất tinh nguyên thạch, nhưng tô giật xem chừng, cái này một đống nguyên thạch, nói ít cũng có hơn mấy chục vạn số lượng còn có một cặp binh khí, chỉ ít trên trăm kiện, những binh khí này đều không phải là phàm binh, mà chính là đến nguyên binh tầng thứ bảo vật, võ giả chỗ dùng binh khí, bình thường nhất, xưng là phàm binh, chính là từ tinh cương chờ đúc thành. Mà trên đời này, còn có siêu việt phạm binh binh khí, từ lợi hại luyện khí sư đúc thành, binh khí tầng thứ phân biệt là nguyên binh, huyền binh, linh binh, đạo khí, pháp khí, sau đó là thánh khí. Truyền ngôn trên đời này đã từng tồn tại qua thần khí, nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai thấy tận mắt nghe nói liền xem như trong truyền thuyết thất phẩm luyện khí sư cũng vô pháp luyện chế ra thần khí đến thậm chí thánh khí đều khó mà luyện chế huống chi đừng nói là thất phẩm luyện khí sư cùng thất phẩm luyện đan sư một dạng chỉ là tồn tại trong truyền thuyết luyện chế thánh khí tài liệu cũng đều chỉ có trong truyền thuyết có huyền binh luyện khí sư luyện chế cùng phạm binh có thể không cùng một đẳng cấp ao 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 tô giật còn trong cơn chấn động mạc nguyệt lại là đã động thủ không nói một lời mở ra túi không gian trước tiên thu thập những luyện khí tài liêu đó tới tôi giật sững sờ ánh mắt có chút ngẩn người nhìn nữ nhân này tư thế loài chuyện này tuyệt đối sợ không phải lần đầu tiên nhất thời tôi giật túi không gian mở ra tay trái tay phải cùng nhau mà động trước thu thập cái kia một đống binh khí sau đó chỉ hướng cái kia một đống nguyên thạch đánh tới cũng không thể đầy đủ để nữ nhân kia chiếm tiện nghi nhanh cho ta mấy cái túi không gian tốc chiến tốc thắng, thu những bảo vật này, chúng ta phải lập tức đi. Mạc Nguyệt nói với tô giật, trên người nàng thì một cái túi không gian vẫn là tô giật còn, túi không gian diện tích có hạn, Mạc Nguyệt giờ phút này cũng không giống như là tô giật, trên người bây giờ túi không gian thế nhưng là không ít, loại này việc tốn thể lực vẫn là ta tới đi, làm sao có thể để nữ sinh động thủ đây? Tô, giật nói ra, tốc độ tay lại là không có dừng lại. Đang đem cái kia một đống nguyên thạch lây tiếng túi không gian, tự nhiên là sẽ không đem túi không gian giao cho Mạc Nguyệt. Vậy được rồi, vất vả ngươi, ta nhìn nhìn lại khác địa phương có không có thu hoạch gì. Mạc Nguyệt giống như cũng không hề để ý, trong mắt một vòng ánh sáng âm thầm lấp lóe, lập tức đến một bên, giống như thật đang tìm kiếm cái gì. Tô giật cũng âm thầm kỳ quái, nữ nhân này thế mà yên tâm như vậy chính mình. Tô giật thứ nhất trực giác cũng cảm giác được có chút dị thường, theo đạo lý tới nói, mặc dù nói tốt chia bốn, sáu, nhưng lấy nữ nhân này tính khí bản tính, không đến mức không đề phòng chính mình. Tôi giật suy nghĩ, nhưng trong tay động tác thế nhưng là không có dừng lại, lấy lấy nguyên thạch nhét vào túi không gian, ánh mắt âm thầm chú ý đến Mạc Nguyệt. Còn không có tiếng vào cái này sĩ thiên giao Xào huyệt, tô giật cũng cảm giác được Mạc Nguyệt cảm thấy cũng không có nói thật, khẳng định có cái gì giấu giếm chính mình. Biết rõ yêu đang đã vô vọng, vì bảo tàng mà đến, có thể giờ phút này Mạc Nguyệt đối nguyên thạch chờ sĩ thiên giao bảo tàng, lại không có biểu hiện ra nên có hứng thú, cái này không thể không là để tô giật cảm thấy kỳ quái. Này sơn động rất lớn, khắp nơi có núi lửa nham cự thạch, tràn ngập ra vô cùng hơi thở nóng bỏng. Mặt Nguyệt tại bốn phía quan sát tỉ mỉ lấy, tự hồ là đang tìm kiếm cái gì. Sơn động chỗ sâu, một cái hố cạn bên trong, có nhàn nhạt hỏa diễm tràn ngập, như là theo sâu trong lòng đất toát ra. Hố cạn bên trên, giờ phút này có một cái trẻ sơ sinh lớn nhỏ hai bên hình bầu dục trứng. Cái này trứng rất đặc biệt, toàn thân màu đỏ ánh sáng tràn ngập, phủ đầy bí văn, cái này một cái trứng bị cái kia trong hầm hỏa diễm đốt cháy, lại là không có bất kỳ cái gì vết trách, ngược lại đang phát ra một loại đỏ thẩm ánh sáng, lóe lên lóe lên, từ hồ là đang hấp thu hỏa diễm, cũng là nó, tìm tới, làm mạc nguyệt nhìn thấy cái này một cái hình bầu dục trứng, nhất thời trên mặt lộ ra vẻ kích động, liền muốn đem cái kia một cái hình bầu dục trứng ông ra, đây là cái gì, vào thời khắc này, tô giật bóng người đột nhiên xuất hiện. Ngăn cản tại mạc nguyệt trước người mặt nguyệt nhất cử nhất động tô giật đều ở trong tối từ nhìn chăm chăm giờ phút này nhìn mạc nguyệt thần sắc tô giật nhất cử đoán được sợ là vật này mới là mạc nguyệt chánh thức mục đích đi cái này nhìn tô giật để mắt tới đến mạc nguyệt cũng biết ẩn giấu không được nói ra một cái sĩ thiên giao trứng sĩ thiên giao trứng tô giật mặc dù nhưng đã đoán được đây là sĩ thiên giao xào huyệt cái này một cái trứng phía trên tràn ngập ra không phải bình thường khí tức khẳng định cũng chỉ có thể là sĩ thiên giao trứng đây mới là người chánh thức mục đích đi. Mắt thấy mạc nguyệt, tô giật mày nhíu lại nhăn. Một cái sĩ thiên giao trứng, nếu là dựng dục ra một đầu sĩ thiên giao ấu giao đến, cái kia giá trị không thể đo lường, ta cũng chỉ là đến thử thời vận, không nghĩ quả là có. Mạc Nguyệt mắt to đôi mắt đẹp đánh giá trước mắt cái kia một cái trứng, có chút kích động, không nghĩ quả là có một cái sĩ thiên giao trứng, tiếp tục nói với tô giật, một cái sĩ thiên giao trứng, vô cùng có khả năng dựng dục ra một đầu sĩ thiên giao ấu giao đến, có điều cái kia sĩ thiên giao đã đột phá đến yêu hoàn cảnh. Nếu như chúng ta lấy nó trứng, sợ là trên trời dưới đất cũng sẽ đuổi giết chúng ta. Mạc Nguyệt có chút kiên kỵ, cái kia sĩ thiên giao dù sao đã đặt chân yêu hoàn cảnh, không thể coi thường, lấy nó trứng. Không thể nghi ngờ sẽ để cho sĩ thiên giao nổi giận đến cực hạn. Một khi bị yêu hoàn cảnh sĩ thiên giao truy sát bên trên, sợ là trốn đều trốn không thoát, dù sao đã tới, tô giật khẽ nói, Ánh mắt đã sớm gấp nhìn chăm chú ở cái kia một cái sĩ thiên giao trứng bên trên, âm thầm lộ ra một chút nóng rực màu sắc, đã cầm bảo tàng, sĩ thiên giao một khi phát hiện, cũng giống vậy sẽ không bỏ qua. Cho tới nay, tô giật đều nghĩ đến một ngày kia có thể có một cái uy phong mang yêu thú tòa kỵ. Khi nhìn thấy cái này một cái sĩ thiên giao trứng, tô giật nhất thời ánh mắt thì sáng. Nếu như có thể có một đầu sĩ thiên giao bực này mang yêu thú trở thành tòa kỵ, cái kia đem là bực nào uy phong, thu, đã không làm thì thôi đã làm thì phải làm đến cùng, một cái cất bước, tô giật lập tức bóng người xông đi lên, nguyên khí tràn ngập, chấn ra trên mặt đất hỏa diễm, đem cái kia một cái trứng ông vào trong ngực, tô giật nguyên bản còn tưởng rằng cái này một cái trứng bị lửa đốt cháy lấy, sợ là sẽ phải nóng rực vô cùng, chuẩn bị sẵn sàng, lấy nguyên khí hộ thể. Mà khi cái này một cái trứng rơi trong tay, lại là để tô giật hơi có kinh ngạc, cái này trứng đỏ thẫm, ánh sáng tràn động, lại là ôn lương như mây, căn bản cảm giác không thấy nóng mạc nguyệt động dung nàng còn có chút do dự không nghĩ tới tên kia thế mà trực tiếp cầm sĩ thiên giao trứng khuôn mặt thần sắc nhất thời tối thay đổi mạc nguyệt âm thầm khẽ cắn môi đối tô giật hấp tấp nói đi mau chúng ta đến mau rời khỏi nơi đây tôi giật gật đầu sĩ thiên giao trứng đã tới tay cái kia bảo tàng cũng đã cất kỹ lúc này không đi chờ đến khi nào càng mau rời đi hẹn xong một khi sĩ thiên giao đột nhiên trở về đến lúc đó ngay cả chạy trốn đều không địa phương trốn Chương 172, lòng đất toát ra một cái gà Tây. Kèn két, bỗng dưng, ngay tại tô giật ông lấy xí thiên giao trứng, đang định rời đi thời điểm, vừa mới cái kia cạn trong hầm truyền ra rạng nước âm thanh. Mặt đất bắt đầu vỡ tan, lan tràn ra hỏa diễm cũng càng thêm hừng hực lên, hơi thở nóng bỏng càng ngày càng kịch liệt. Tạch 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 két, toàn bộ lòng đất sơn động, giờ phút này cũng cảm thấy nhận loại nào dẫn dắt, từng cái từng cái mặt đất vết nước theo vừa mới tô giật lấy đi xí thiên giao trứng hố cạn bốn phía lan tràn ra, theo mặt đất đến vách đá, thì liền đỉnh động cũng bắt đầu nứt ra. Ao ao ao, lít nha lít nhít nứt ra mặt đất trong khe hở, có lên hỏa diễm gào thét mà ra, hội tụ vào một chỗ, nhất thời sôi trào mãnh liệt, Vẽn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, cái kia hố cạn bốn phía, càng là có cùng cùng đỏ thẩm dịch thể toát ra, phồng lên bọt khí. Bực này dưới nhiệt độ, làm cho tô giật cùng mạc nguyệt hai người da thịt cũng bắt đầu bàn đốt đau chuyện gì xảy ra? Mạc Nguyệt biến sắc, đây hết thảy phát sinh quá nhanh, toàn bộ lòng đất động sâu, giờ phút này lung lay sắp đổ, giống như là muốn sụp đổ. Giờ phút này, tô giật ánh mắt lại là phút chốc nhìn hướng cái kia hố cạn bên trong, tự dưng ở giữa cảm giác được một loại rùng mình cảm giác, trong lòng âm thầm phát trung. Ở trong đó, giống như có thứ gì, đang muốn ra bên ngoài leo ra, ao ao ao, bốc lên nổi bóng đỏ thẫm trong chất lỏng, đột nhiên nổ tung, cái kia chất lỏng nóng rực tự như là dung nham vẫy ra, lập tức một cổ đáng sợ hỏa diễm trực tiếp phát ra, ùng ùng kéo đến, trong nháy mắt chính là muốn phủ kín cái này to như vậy động sâu. Mau trốn, cái này gặp phiền phức lớn. Mạc Nguyệt thần sắc cũng ngưng trọng, lộ ra kinh sợ, đó là, tô giật ánh mắt trừng tròn trịa, ngay tại cái kia phát ra hỏa diễm bên trong. Giờ phút này cảm thấy đang có lấy một đạo cái gì bóng người nhỏ bé xuất hiện, toàn thân bao vây lấy dung nham hỏa viên, xoay, rất nhanh, cái kia một đạo bóng người nhỏ bé xuất hiện, dùng nhàm rút đi, gà trống lớn nhỏ, vật này cái cổ lớn lên chanh chua, trên đỉnh đầu cảm thấy có một cái viên thịt, giống như màu gà, mang theo xích kim màu sắc, chanh chua nhọn, con mắt rất tròn, vừa đen vừa sáng, nhưng mang theo một loại ánh sáng, con mắt đằng sau có tiểu lỗ tai nhỏ, nhưng bị lông tơ che khuất, một đôi chân ngắn, tách ra năm móng, một đôi ngắn cánh phía trên, có một tầng lông tơ vũ mau, lộ ra đỏ thẳm màu sắc. Một cái gà trống, Tô giật mắt trợn tròn, dùng sức xoa xoa mắt, phản phất là không cho tin, có thể kết quả vẫn là một dạng, tô giật không có nhìn lầm, cái này theo cái kia trong đất ngọn lửa bên trong toát ra, cũng là một cái gà trống, vẫn là chỉ có top 5 top 3 lông tờ che kín thân thể một cái không lông gà trống. Một cái gà trống, theo lòng đất chui ra, cái này khiến tô giật mắt trợn tròn, đó là cái gì, một con gà à, mặt Nguyệt cũng nhìn thấy cái này gà trống, như củ ánh mắt sợ run khó mà tin được theo trong đất ngọn lửa bên trong, thế mà chui ra một con gà, tự như là một cái gà Tây. Tô giật ngạc nhiên, ông trong ngực sĩ thiên giao trứng có chút sững sờ, như thế một con gà tại hỏa viêm bên trong, một hồi nướng chín không biết mùi vị thế nào. Si, si, si chỉ là tô giật ý nghĩ thất bại, con gà kia toát ra, hoạt động cánh, chấn ra trên thân hỏa viêm. Nhất thời cái kia thân thể nho nhỏ chính là hướng thẳng đến tô giật cùng mạc nguyệt chạy mà đến, cái này một con gà đi trên đường, cái đuôi nhếch lên nhếch lên, còn mang theo một đường đống lửa, nhìn ngược lại là có chút thú vị. Đốt chết ta, chạy mau a, à, chạy mau a, à. cái này một con gà một bên chạy trước, một bên giống như gắn mô tơ vào đít hét lớn, thanh âm lại là rất lợi hại êm tai, một đôi màu vàng ống móng vuốt rất lợi hại sắc bén, lúc rơi xuống đất sau đó còn mang theo đào hố, cái này gà tây biết nói chuyện, tôi giật cùng mạc nguyệt hai mặt nhìn nhau, lại lần nữa mắt trợn tròn. Giờ phút này một con gà cũng không phải thú ngữ, mà chính là trực tiếp miệng nói tiếng người A, à. chạy, tô giật nhất thời thấp giọng quát nói, không có chút gì do dự, ông trong ngực sĩ thiên giao trứng, trước tiên hai chân liền chạy, biết nói chuyện gà, vậy ít nhất cũng là yêu hư cảnh mang yêu thú A. À. Mạc Nguyệt cũng không do dự, cũng trực tiếp liền là theo chân tô giật, trực tiếp hướng về nơi đến đường bạo trốn, phần phật, cái này một con gà theo đuôi tại tô giật cùng Mạc Nguyệt sau lưng, hoạt động lấy cái kia nhìn chật vật cánh thịt mang lấy ánh lửa chấm nhỏ mà sau lưng lại là càng ngày càng mãnh liệt thao thiên hỏa diễm cùng dung nham toát ra, nhiệt độ cao tràn ngập động sâu. Quy, nhân loại, mang ta đoạn đường A, ta không còn khí lực rồi A. Con gà kia nhìn thấy tô giật cùng mạc nguyệt, một bên chạy một bên hướng về phía tô giật mạc nguyệt hét lớn. U u, toàn bộ động sâu cũng tại rạn nứt, có nham thạch bắt đầu trực tiếp rơi xuống, còn có nham thạch tại nhiệt độ cao bên trong bắt đầu hóa thành bột phấn phiêu tán. Con gà kia đuổi theo, cái này động cảm thấy muốn sụp đổ tôi giật cùng mạc nguyệt chạy trốn sắc mặt đều là đại biến không chỉ có cái kia rất là kỳ lạ gà đuổi theo này sơn động cũng tại lung la lung lay cảm thấy muốn sụp đổ rất nhanh tôi giật cùng mạc nguyệt phía trên động sâu đến sơn động trong thông đạo sau lưng mãnh liệt hỏa diễm cùng dung nham đã theo đuôi xông ra giống như là muốn bao phủ hết thảy thành thế cuồn cuồng, đáng sợ nhiệt độ cao khiến người ta linh hồn đều diêu héo rút sơn động cũng tại lung la lung lay phía trước nguyên bản cái kia khó có thể hóa giải hàng băng lúc này ở bực này dưới nhiệt độ cao, cũng đang nhanh chóng hòa tan, ngao ngao, cũng không biết từ chỗ nào, giờ phút này chạy ra không ít hàng băng mang lan con non, trọn vẹn trên trăm con. Những thứ này hàng băng mang lan con non giống như là cảm giác được cái gì, tru lên không nghĩ, mắt lộ ra vẻ sợ hãi, cấp tốc chỉ hướng bên ngoài sơn động bỏ chạy, căn bản không có để ý tới tô giật cùng mạc nguyệt, nhanh, mau trốn, tô giật một bên trốn. Một bên đem trên lưng ngàn cân phá kiếm thu vào túi không gian bên trong, Nhất thời cảm giác người nhẹ như yến, người muốn làm gì, ngay tại tô giật chỉnh dự định cầm trong tay sĩ thiên giao trứng cũng thu vào túi không gian thời điểm, Mạc Nguyệt ngạc nhiên chờ lấy tô giật hỏi thăm, thu lại à, nếu như bị bên ngoài sĩ thiên giao nhìn thấy, chúng ta thì thảm. Tô giật nói với Mạc Nguyệt, muốn đem sĩ thiên giao trứng thu vào túi không gian bên trong. Nếu như ông sĩ thiên giao trứng, bị bên ngoài cái kia sĩ thiên giao nhìn thấy, tô giật đều không cần nghĩ liền biết sợ là mười đầu mệnh cũng không đủ xí thiên giao giết, dừng tay, túi không gian không thể thả vật sống, cái này một cái trứng hơn phân nửa là sống, ngươi muốn giết chết nó a à. Mà, Nguyệt Trừng mắt tô giật, nếu không phải giờ phút này còn đang chạy trối chết, sợ là đã sớm một chân đạp tới, thật sao tô giật sững sờ, thật đúng là không biết, nhưng mặc kệ nữ nhân này nói có đúng hay không thật, tô giật giờ phút này ngược lại là cũng không dám mạo hiểm, nhân loại, ta thật không chạy nổi mang ta đoạn đường A. Sau lưng một con kia gà, cảm thấy thật sự là không còn khí lực, cục đuôi, cái kia tiểu chân ngắn toàn lực tại chạy trốn, bộ dáng nhìn khiến người ta buồn cười, mau trốn, tô giật cũng không muốn cùng dạng này một cái không rõ lai lịch, còn có thể là yêu hư cảnh tầng thứ trở lên gà tây tiếp xúc, sau lưng còn có cái kia thao thiên hỏa diễm dung nham bạo phát, này sơn động sợ là muốn sụp đổ, tô giật càng là gia tốc mà chạy, gỡ xuống trên lưng ngàn cân phá kiếm tôi giật tốc độ cũng nhất thời tăng vọt nguyên bản tôi giật tốc độ so với mạc nguyệt muốn chậm một chút giờ phút này người nhẹ như yến tăng thêm phù diêu bách biến bộ lập tức liền đuổi theo tô giật bực này đột nhiên tốc độ đề bạc để mạc nguyệt âm thầm kinh ngạc chương một trăm bảy mươi ba núi lửa kinh hồn phanh phanh ngao bên ngoài kịch liệt đại chiến tại tiếp tục trầm thấp âm bạo thanh vang vọng thú hống như sấm sáng chói nguyên khí ánh sáng hừng hực xen lẫn nở rộ tại hư không Trình Kiên cùng Sĩ Thiên Giao quyết đấu, cũng khó phân thắng bại, giống như là tám lạng nửa cân. Trình Kiên đã tóc tai bù xù, Sĩ Thiên Giao trên thân lân phiến, cũng nhiều ra mấy đầu chánh thức vết nứt tới, âm âm, đột nhiên, cái kia cao vút trong mây sơn phong oanh minh rung lên, tức giận hơi thở tự dưng chấn động thiên địa này. Chính tại kịch liệt kịch chiến hàng băng mang lan cường giả cùng Sĩ Thiên Giao, đều là trước tiên cảm giác được vậy động tĩnh, nhất thời làm kinh động, vậy chấn động, tự dưng khiên động thiên địa này hư không, để trình kiên chờ cuồng long lính đánh thuê liên minh cường giả cũng lập tức ngẩng đầu xa xa nhìn mà đi ngao ô chít chiếc tứ phương trong hạp cốc giờ phút này chờ động tĩnh kinh động chúng thú từng đạo từng đạo thú hống xa xa truyền đến có mạnh thú lao nhanh tại dãy núi hạp cốc ở giữa lật vọt lao nhanh có hung cầm vỗ cánh tại hư không vượt qua chúng thú chấn kinh hoảng hốt dân trào thành thế cuồng cuộn ngao ngao sói tru không nghĩ một đoàn hàng băng mang lan con non lập tức theo cái kia oanh minh sơn phòng trong sơn động xông ra, phanh phanh phanh, từng cái hàng băng mang lan con non thất kinh, bạo sông mà xuống, có ấu lan theo kết băng trên đường núi, lộn nhào lăn xuống đi, ngao, hàng băng mang lan cường giả ngẩng đầu gào thét, nhất thời có không ít hàng băng mang lan cường giả xông lên phía trước, muốn bảo hộ con non, sĩ thiên giao to lớn thân thế nhanh lùi lại, không tiếp tục công kích trình kiên, mắt thấy sơn động. Hung đồng bên trong ánh mắt đột nhiên đại biến, lập tức trước tiên chỉ hướng sơn phong bạo vút đi, nhanh, thu liễm khí tức, trốn ở những thứ này hàng băng mang lan con non bên trong. Tô giật ông sĩ thiên giao trứng xong ra sơn động trong nháy mắt, lập tức liền thu liễm khí tức, bóng người theo sát lao nhanh hạng băng mang lan con non, theo hạng băng đường núi trực tiếp trượt xuống. Mặt nguyệt mắt động, âm thầm hơi kinh ngạc, học tô giật bộ dáng, theo sát sau, lít nha lít nhít hạng băng mang lan con non rất nhiều, mặc dù là con non, nhưng rất nhiều thân thể cũng so với tô giật cùng mạc nguyệt muốn lớn hơn nhiều tăng thêm bực này hỗn loạn cùng kinh người biến cố tại đây mạng lớn hàng băng mang lan con non bóng người bên trong đủ để cho tô giật cùng mạc nguyệt ẩn thân ngao sĩ thiên giao gào thét thần sắc gấp rút hung đồng ngưng trọng theo tô giật mạc nguyệt chờ đỉnh đầu bay qua mà qua bạo lướt sông vào sơn động theo hàng băng đường núi trượt xuống qua hàng băng bao trùm mảnh đất về sau tô giật cũng không dám tiếp tục nữa phía trước không ít hàng băng mang lan cường giả đã nhào lên, đi bên này. Tô giật nói với Mạc Nguyệt, lập tức lăn mình một cái, thừa cơ rơi vào đá lẫm chẩm trự thạch ở giữa. Mạc Nguyệt đi theo, nhưng động tác cũng không có tô giật như vậy thuần thục, lộ ra rất là chật vật, kém chút đụng đầu vào trên đá lớn, âm âm, to lớn hùng vĩ sơn phong chỉnh thể đã tại lay động, phía trên có tiểu thạch khối bắt đầu lăn xuống, ao ao ao, từ bên trong hang núi kia, có cuồng cuộn dung nham tràn ra, hỏa diễm bao phủ tràn ngập, từ hư không chiếu nghiêng xuống, những nơi đi qua gặp nham thạch, nhất thời đem đốt cháy thành hư vô. Núi lửa đã phun trào, không ổn, mau mau rời đi. Tô giật kinh hô, cái này nếu như bị bao phủ tại núi lửa này dung nham bên trong, đây chính là mười đầu mệnh cũng không đủ chết, lập tức ở đá lẫm chậm quái thạch trong khe hở xuyên qua. Chỉ hướng cái kia hàng băng mang lan cùng cuồng lòng lính đánh thuê liên minh ngược lại phương hướng chạy trốn, giờ phút này chờ không khí khẩn trương, Mạc Nguyệt ngược lại là hoàn toàn đi theo sau lưng tô giật, không có nhiều lời, âm âm, thanh thế to lớn, đại lượng dung nham đã chiếu nghiêng xuống, từ giữa không trung như là mưa to, vùng thế giới này nhất thời trở nên cuồng bạo, trực trùng vân tiêu cuồng cuộn dung nham hóa thành lòng đất dung nham chảy lao nhanh mà ra, có núi lửa đám mây thẳng tới chân trời, dẫn tới sấm sét vang dội, u u, to lớn xiên hình lôi điện hội tụ thành lôi đình, nương theo lấy liệt diễm cùng lòng đất dung nham chảy nuốt hết hết thảy đáng sợ như thế hình ảnh là tại rung động kinh người, nhiệt độ nóng bỏng để trong không khí đều tự dưng toát ra liệt diễm. Từ sơn phong cửa sơn động bắt đầu, chỉ gặp một cái biển lửa đầy trời chảy ngang, âm âm, điên cuồng sóng lửa đột nhiên bao phủ tứ phương, dương nanh mú vuốt trùng kích bổ nhào hướng khắp nơi vung vải, hết thảy như là tận thế hàng lâm. Không tốt, gặp phiền phức lớn, đây hết thảy đến quá nhanh, tô giật cấp tốc nhanh lùi lại, nhưng cũng không kịp xa trốn, chít chít, vào thời khắc này, có tê minh vang vọng, hỏa liệt mang điểu cấp tốc mà đến dương cánh đáp xuống thú ngữ rơi vào tô giật trong tay. đại nhân nguy hiểm mau lên đây hỏa liệt mang điểu tô giật mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng không nghĩ tới hỏa liệt mang điểu đột nhiên xuất hiện Sư, thừa dịp hỏa liệt mang điểu lao xuống rơi xuống tô giật dưới chân huyền khí phun trào lập tức nhảy vọt mà lên một tay ấp trứng một tay cầm chặt lấy hỏa liệt mang điểu trên lưng linh vũ tô giật nhảy lên hỏa liệt mang điểu trên lưng Sư. Mạc Nguyệt cũng nhảy lên hỏa liệt mang điểu gánh, tư thái so với tô giật đến muốn ưu mỹ đẹp mắt nhiều, các ngươi chờ ta một chút, xứng ta đoạn đường A. Một con kia trọc mau gà Tây cũng cũng không biết từ chỗ nào đột nhiên nhảy nhảy ra, giống như một mực theo tại tô giật hai người phía sau, giờ phút này hoạt động lấy cái kia một đôi ngắn nhỏ lông tơ cánh thịt, thế mà cũng trực tiếp rơi vào hỏa liệt mang điểu trên lưng, nằm móng chăm chú lôi kéo hỏa liệt mang điểu linh vũ. Hỏa liệt mang điểu tuy nhiên kinh ngạc nhiều một cái trọc mau gà thịt, nhưng mà còn tưởng rằng là theo tô giật là cùng một chỗ, thời gian cũng căn bản không kịp, nhất thời dương cánh cấp tốc bạo lướt rời đi. Tô giật cùng Mạc Nguyệt cũng kinh dị nhìn nhau, cũng không nghĩ tới cái này một cái trọc mau gà thịt thế mà không mời mà tới, còn trực tiếp lên, dạng này một cái miệng nói tiếng người gà thịt, để tô giật cùng Mạc Nguyệt không thể không kiên kỵ, âm thầm cảnh giác, tô giật càng là vô ý thức, đem trong ngực sĩ thiên giao trứng ông chặt một số, âm âm, phanh phanh. phanh hùng vĩ sơn phong triệt để nổ tung sấm sét vang dội bên trong cuồn cuộn dung nham mang theo thao thiên hỏa diễm phun ra ngoài Âm ầm tiếng vang cực lớn chỉ hướng bốn phía hư không tận tận ép đi phun trào dung nham đem sơn phong nham thạch trùng kích mà xuống lại bị đẩy lên không trung lại phi nhanh rơi xuống tại màn khói che đậy trên bầu trời lưu lại ngàn vạn điều hỏa hồng vết cắt vẫy xuống phương xa mà đi chính tòa khổng lồ sơn phong cũng lập tức sụp đổ đại lượng cự thạch tầm ầm chiếu nghiêng xuống vẫy rung động khó có thể ngữ bày tỏ, ngao ô, đây là hủy diệt tính tai nạn, những cái kia không kịp đào tẩu hàng băng mang lan, rất nhiều bị lòng đất dung nham chảy bao phủ, trong nháy mắt ngay tại hóa thành tro tàn, có hàng băng mang lan liền kêu thảm đều chưa kịp hô lên, thì bị nuốt hết bên trong. cùng Long lính đánh thuê liên minh cường giả, giờ khắc này ở bực này núi lửa bạo phát hạ, cũng không thể không liên tiếp lui về phía sau, từng đôi mắt bên trong đều xen lẫn rung động, thật đáng sợ núi lửa bạo phát, vượt mức bình thường cái kia đáng sợ động tĩnh, để Mạc Nguyệt đứng tại hỏa liệt mang điểu trên lưng, cũng run sợ không thôi, cảm thấy không bình thường, tô giật âm thầm run sợ, núi lửa này bạo phát thật đáng sợ, cảm thấy không giống như là phổ thông núi lửa bạo phát. Chương 174, Lão Tử là Khổng Tước Một con kia gà trọc lông mắt thấy sau lưng phun trào núi lửa, cánh quịch lấy, một chích nhục xí vỗ ở ngực, nhãn cầu trừng tròn trịa, thoạt nhìn như là lòng còn sợ hãi bộ dáng, không ngừng nói thầm nói nói. Hù chết ta, hù chết ta, còn tốt, còn tốt, ngao, tô giật không có thời gian để ý tới cái này không mời từ phía trên gà trọc lông, cái kia sụp đổ sơn phong bên trong, dùng nham bạo phát hỏa diễm bao phủ ngút trời bên trong, to lớn xí thiên giao bóng người gạo thét nộ hống mà ra, âm rung thiên địa, nhanh, tránh một chút, tô giật nói với hỏa liệt mang điểu, cũng không thể để xí thiên giao phát hiện trứng là mình trọng cầm, bốn phía giờ phút này kinh động đàn thú, hung cầm đầy trời, ngược lại là cũng không có người chú ý tới hỏa liệt mang điểu trên thân tô giật cùng mạc nguyệt nhân loại các ngươi quá vô sĩ ta và các ngươi không xong kinh người thanh âm tại sấm sét vang dội bên trong cũng cùng cùng truyền ra nơi xa cái kia một đầu sĩ thiên giao chẳng biết tại sao nổi điên giống như chỉ hướng cùng long đoàn lính đánh thuê người bạo xong mà đi trình kiên âm thầm giật mình không biết là sao sĩ thiên giao đột nhiên như vậy bắt đầu cùng bạo người khác không phải là sĩ thiên giao đối thủ lập tức xông đi lên ngăn cản âm âm, cách đó không xa núi lửa phun trào, chấn động tứ phương, phanh phanh. Trình Kiên cùng Sĩ Thiên giao quyết đấu, trong nháy mắt lại lần nữa kịch liệt, ngao, hàng băng mang lan bên trong cường giả, nhìn nhiều như vậy con non cùng tộc chật vật bao phủ tại trong nham tương mất mạng, cảm thấy cũng đem sổ sách tính tới cùng long lính đánh thuê liên minh trên thân, cũng cùng bạo xông ra. Nơi xa, tô giật có thể không dám dừng lại, trong lòng run sợ bên trong để hỏa liệt mang điệu cách càng xa càng tốt nơi xa tiếng vang đã càng ngày càng nhỏ, tô giật vẫn là không yên lòng, trọn vẹn một canh giờ mới khiến cho hỏa liệt mang điểu tìm chỗ ẩn nút nghỉ chân dừng lại, chúng nó sẽ tìm được chúng ta. Một chỗ ẩn nấp sơn cốc trong sơn động, hỏa liệt mang điểu nói với tô giật, để tô giật không cần lo lắng, hỏa tình mang hổ, hoàng kim mãn chờ có thể tìm ở đây, hô, tô giật hiếp sâu, bộ dáng lộ ra rất là chật vật, tóc tai bù xù, lòng còn sợ hãi, khó lấy lắng lại vốn là có sĩ thiên giao uy hiếp, tại bên trong hang núi kia trộn bảo tàng, thuần sĩ thiên giao trứng, tô giật cũng đã đầy đủ khẩn trương, không nghĩ tới sau cùng thế mà gặp vậy sự việc, quả thực cũng là kinh hồn, cũng may hỏa liệt mang điểu kịp thời đuổi tới, muốn không phải vậy hậu quả khó mà lường được. Mạc Nguyệt lúc này tình huống so với tô giật đến cũng tốt không bao nhiêu, tóc tai bù xù, rung động lòng người trên mặt, kinh sợ bất định, đây là địa phương nào, các ngươi lá gan thế nhưng là không nhỏ a. À cái kia con đại xà trứng cũng dám trộm. Trọc lông gà tây một bức hư thoát bộ dáng, co quắp ngồi dưới đất, nhưng ánh mắt lại là một mực rơi vào tô giật trong ngực ông chặt trứng bên trên, ánh mắt ánh sáng chuyển động. Ngươi là ai? Trăm miệng một lời, tô giật cùng mạc nguyệt cơ hồ là đồng thời mở miệng hỏi. Giờ phút này hai người ánh mắt, cũng nhìn chăm chú ở gà trọc lông trên thân, dạng này một chỉ có thể miệng nói tiếng người gà thịt, lai lịch bí ẩn, một mực theo đuôi, để tô giật cùng mạc nguyệt không thể không là lo lắng cảnh giác hỏa liệt mang điểu giờ phút này thu liễm hai cánh cũng tại hiếu kỳ đánh giá cái này gà trọc lông ánh mắt bên trong có chút kỳ quái cảm thấy trong lúc mơ hồ có thể cảm giác được cái gì không dám tùy tiện tới gần ta là ai ta là ai đâu nghe vậy gà trọc lông tự lẩm bẩm không biết là sao ánh mắt bắt đầu trầm tư lập tức ánh mắt đều biến đến mờ mịt lên cảm thấy thật sự là quên chính mình là ai nhìn gà trọc lông phản ứng tô giật cùng mạc nguyệt cũng âm thầm kinh ngạc kỳ quái chẳng lẽ lại cái này gà trọc lông mất trí nhớ không thành, ngươi chẳng lẽ mất trí nhớ? Tô giật mắt thấy cái này gà trọc lông, có thể miệng nói tiếng người, chứng minh con gà này tuyệt đối không đơn giản, chí ít cũng là yêu hư cảnh tầng thứ mang yêu thú đi, yêu hư cảnh, cường giả như vậy, sao có thể nói mất trí nhớ thì mất trí nhớ, không phải mất trí nhớ, là nghĩ không ra, tự như là phát sinh rất rất lớn sự việc, chờ ta tỉnh, thì gặp được các ngươi. Gà trọc lông mắt thấy tô giật cùng mạc nguyệt, ánh mắt có chút phiêu hốt mông lung ngươi là đến yêu hư cảnh a tô giật khiêu mi nhìn cái này gà trọc lông phản ứng tựa như còn thật không giống như là đang nói láo không biết ta tu vi giống như cũng không có cái gì đều không nhớ rõ trọc lông gà tây rất lợi hại mờ mịt hơi hơi cúi đầu tựa hồ là đang phí sức đang suy nghĩ cái gì hy vọng nhớ tới cái gì tới tô giật cùng mạc nguyệt trao đổi một ánh mắt không dám khinh thường đối cái này không mời mà tới trọc lông gà tây tô giật không thể không phòng có điều nhìn theo sơn phong chạy ra bộ dáng, tô giật xem chừng, cái này gà trọc lông cảm thấy cũng xác thực không giống như là cái gì yêu hư cảnh cường giả, có lẽ thật đúng là có có thể là tu vi cũng đổ lui về, thật nghĩ không ra, không muốn. Một lát sau, trọc lông gà tay lắc đầu, mắt thấy tô giật cùng mạc nguyệt cười một tiếng, sau cùng chăm chú vào tô giật ông sĩ thiên giao trứng bên trên, thanh âm thanh thúy êm tai, nhưng có thể nghe được là giọng nam, nói ra, nhưng ta cảm giác nếu là có thể để cho ta ăn cái này trứng, cần phải đối với ta khôi phục có không ít chỗ tốt. Vừa nói, trọc lông gà tây mắt thấy tô giật trong ngực sĩ thiên giao trứng, cái kia bén nhọn trong mồm, nước bọt đều nhanh chảy ra. Đây là ta, tô giật nhìn chầm chầm trọc lông gà tây, đem trong ngực trứng ông chặt một số, cái này trọc lông gà tây lại muốn đánh sĩ thiên giao trứng chủ ý. Đây là cái kia con đại xà đi, ngươi trộm tới trứng, tin tưởng ta, cái này trứng mùi vị khẳng định không tệ, chúng ta cùng một chỗ ăn đi. Nếu để cho cái kia con đại xà phát hiện nó trứng tại trong tay các ngươi, hậu quả kia, hắc hắc, gà trọc lông mắt thấy tô giật cười hắc hắc, giữ lấy nước bọt, ánh mắt gian dảo chuyển động, cái kia bén nhọn khéo mồm khéo miệng nhân cách hóa cười, rõ ràng là cười, uy hiếp chỉ ý không cần nói cũng biết. Tô giật mắt thấy cái này trọc lông gà tây, không khỏi là muốn đến một cái từ ngữ, cái kia chính là tiện hề hề, cái này rõ ràng là một cái gà trọc lông, nhưng là cho tô giật một loại tiện không biên giới cảm giác có điều gà trọc lông xưng hô cái kia sĩ thiên giao lại là mở miệng một tiếng rắn kêu ngược lại để tô giật ngầm sinh cảnh giác gà trọc lông ngươi đến cùng là lai lịch gì mạc nguyệt mở miệng đối gà trọc lông hỏi đại mi cau lại ngươi mới là gà lão tử là khổng tước không phải gà gà trọc lông nhất thời cái kia gian dạo ánh mắt chính là trầm xuống trừng mắt mạc nguyệt nói ngươi là khổng tước mạc nguyệt sững sờ tô giật cũng sững sờ tôi giật chưa thấy qua khổng tước nhưng là vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này đều từng nghe nói qua đặc biệt là ở trên đời này khổng tước đây chính là tồn tại trong truyền thuyết yêu tộc đỉnh phong tồn tại đương đại nghe nói đã sớm tìm không thấy khổng tước nhất tộc tung tích thậm chí có truyền ngôn đương thời đã không có khả năng còn có cái này khổng tước tồn tại truyền ngôn khổng tước nhất tộc cũng sớm đã biến mất tại viễn cổ thời kỳ khanh khách sững sờ về sau mạc nguyệt nhất thời nhìn không được khanh khách bật cười 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 run rẩy hết cả người, chỉ gà trọc lông nói: "Thì ngươi, khổng tước, thì ngươi bộ dáng này, liền chỉ gà trống cũng không bằng đi, khanh khách, nhỏ bé vô tri nhân loại, quả nhiên dáng dấp lớn lên khó coi nữ nhân, miền cũng độc nhất." Gà trọc lông vốn là nổi giận đùng đùng, nhưng lập tức lại là bình ổn lại, nhàn nhạt bạch liếc một chút mạc nguyệt. Chương 175: Nữ nhân quả nhiên không thể nói lý. Ngươi nói người nào dung mạo khó coi? Mà Nguyệt nhất thời nhìn chầm chầm trọc lông gà Tây, cái kia rung động lòng người khuôn mặt giờ phút này tuy nhiên nhìn khí sắc mang theo chật vật, có điều đại mi công công, mắt to đôi mắt đẹp, khí chất hơn người. Mặc dù mới 15-16 tuổi, thế nhưng là đã dáng người cao gầy, từ thái bay bổng hoạt bát, đường công chập trùng, quả thực là tuyệt thế mỹ nhân phôi, đẹp như tiên nữ, khi thì thánh khiết, khi thì ma nữ dụ hoặc, thật cùng khó coi không có bất cứ quan hệ nào, ngươi xem một chút ngươi, eo nhỏ như vậy, cái mông nhỏ như vậy, may mà ta không phải nhân loại, nếu không tuyệt đối chướng mắt ngươi loại nữ nhân này. Gà, trọc lông chỉ mạc nguyệt, ngắn cánh trên dưới chỉ điểm lấy, bộ dáng còn lộ ra lão khí hoành thu, chững chạc đàng hoàng, ha 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 ha, tô giật sớm liền không nhịn được, làm cười to, không nghĩ tới nữ nhân này thế mà bị một cái gà trọc lông cho ghét bỏ, nhìn giờ phút này gà trọc lông bộ dáng, tô giật cũng là buồn cười. Trắng tô giật liếc một chút, mạc nguyệt khóe môi vệnh lên, một đôi mắt đẹp đã toát ra lửa giận, trừng mắt trọc lông gà Tây, nói ra, ngươi cái này trọc lông gà Tây, có tin ta hay không đem ngươi nướng ăn, ta nói lại lần nữa xem, lão tử là khổng tước, bị ngươi gọi là là gà, vẫn là trọc lông gà, cái này trọc lông gà Tây cũng không nhìn được mặt đen, hàm răng cắn chặt, một bộ muốn cắn người bộ dáng, khổng tước thì ngươi bộ dáng này à, ngươi cái này còn không bằng gà trống đâu, liền xem như ngươi là gà trống. Ngươi bộ dáng này sợ là cũng không có gà mái có thể để ý. Mạc Nguyệt hai tay chống nạnh, thế mà bị một cái trọc lông gà tây nói mình xấu, còn eo không đủ lớn, cái mông quá nhỏ, cái này trọc lông gà là mắt mù à, eo mông lớn lớn, cái kia đến có bao nhiêu khó coi à, thực sự không dám tưởng tượng, vô tri nhân loại. Trọc lông gà tây lắc đầu, rất lợi hại tiếc hận bộ dáng, sau đó nói với tô giật, thiếu niên, nữ nhân này có phải vợ ngươi hay không, ngươi làm sao lại cùng loại nữ nhân này cùng một chỗ, thôi nàng đi, nữ nhân này tâm độc ác lại khó coi, không xứng với ngươi mảy may, hội kéo thấp ngươi khí chất, về sau ta cho ngươi tìm xinh đẹp, cái này, hắc hắc, nàng cũng không phải vợ ta tô giật trong lòng cao hứng, cái này gà thật đúng là có ánh mắt, biết mình khí chất hơn người, có điều nữ nhân này là chính mình nàng dâu lời nói, tô giật ngẫm lại, đó còn là quên đi, trọc lông gà, ngươi chết chắc. Mạc Nguyệt trốt cục nhìn không được, cái này gà thịt thế mà nói như vậy nàng, lại nói, nàng làm sao không xứng với thiếu niên kia, còn hạ thấp khí chất, căn bản không có nói thêm nữa, đối với bất kỳ nữ nhân nào tới nói đều tuyệt đối không nhẫn được, oanh. Mạc Nguyệt trực tiếp xuất thủ, khí tức phun trào, nhất trưởng trực tiếp đối với trọc lông gà tay đánh ra, nguyên khí gần sóng gần trong gan tất chỉ hướng cái sau bao phủ mà đi. Nữ nhân quả nhiên không thể nói lý, trọc lông gà tay hét lớn, cùng lúc hai cánh quịch, cái kia nhìn ngắn tiểu thân tử lại là trốn cực nhanh, cũng lấy một loại hoàn toàn tránh đi phương thức, thật không thể tin né tránh Mạc Nguyệt nhất trưởng ta hôm nay nhất định muốn đem ngươi đồ nướng. mặt Nguyệt nổi giận, khuôn mặt bảo nổi, cao gầy dáng người vặn vẹo, đường cong bay bổng, lần nữa đưa tay thon dài mười ngón cùng dương ra, nguyên khí tại đầu ngón tay phát ra màu đỏ như là máu tươi ánh sáng, mang theo huyết sát khí tức, ánh sáng hoành không, trực tiếp bao phủ hướng trọc lông gà tây. Nguyên huyền cảnh nữ nhân, ngươi còn không làm gì được ta, nói ngươi còn thẹn quá hóa giận, ngươi xấu như vậy, còn như thế hung, đời này sợ là cũng không ai muốn đi. Trọc lông gà tây biến sắc, quịt cánh một mực thối lui về sau, miệng lại là không tha người, chết trọc lông gà. Mạc Nguyệt khí đến gương mặt đỏ bừng, cắn chặt môi đỏ, toàn thân ánh sáng tuôn ra, sợi tóc bay múa, hai con ngươi gấp trừng, từng đạo từng đạo thế công hướng thẳng đến gà trọc lông bao phủ mà đi, khác thương tới vô tội a. À? Tô giật lui ra phía sau, cũng không thể đầy đủ bị thương tới vô tội, ánh mắt âm thầm biến hóa, âm thầm đánh giá Mạc Nguyệt cùng gà trọc lông thực lực, Mạc Nguyệt rất mạnh có điều cũng còn chưa tới nguyên linh cảnh cấp độ tôi giật xem chừng mạc nguyệt tu vi hẳn là tại nguyên huyền cảnh thất trọng bát trọng hai bên mà cái này lai lịch bí ẩn tự xưng khổng tước trọc lông gà tây có thể miệng nói tiếng người đây là yêu hư cảnh trở lên mang yêu thú cường giả tiêu chí nhưng bây giờ tôi giật cảm giác cái này tự xưng khổng tước trọc lông gà tây một mực chỉ có tránh phần nhìn rất là chật vật dựa vào tốc độ cùng kỳ lạ bất phạm biến hóa mới có thể để mạc nguyệt không thể làm gì không có bất kỳ cái gì một tia cường giả bộ dáng khí chất tô giật cảm giác cái này gà trọc lông cũng không giống là đựng thật sự là mang yêu thú cường giả sợ là người nào cũng không thể giả dạng làm cái này gà trọc lông bộ dáng chật vật đi nhưng cứ như vậy đối với một chỉ có thể miệng nói tiếng người gà trọc lông tô giật thì là càng thêm không hiểu rõ được lai lịch lộ ra càng phát ra kỳ lạ thần bí hỏa liệt mang điểu cũng một mực thối lui đến tô giật bên người đối với mạc nguyệt cùng gà trọc lông chiến tranh cũng âm thầm trợn mắt hốc mồm, nhưng giờ phút này hỏa liệt mang điểu chỉ là cẩn thận từng ly từng tí, sợ cái này gà trọc lông cùng mạc nguyệt chiến tranh, sẽ làm bị thương đến tô giật, âm âm. Mạc nguyệt thoạt nhìn là thật giận, xuất thủ đã không lưu tình, vây quanh sơn động truy sát gà trọc lông, có điều này sơn động không lớn, cũng làm cho mạc nguyệt có chút không thi triển được, gà trọc lông thân hình rất nhỏ, ngắn cánh tuy nhiên nhỏ, nhưng quịch rất nhanh, vây quanh sơn động chạy trốn. Cũng làm cho Mạc Nguyệt không thể làm gì, có điều đã càng ngày càng chật vật. Nữ nhân, ta sai được hay không, ngươi xinh đẹp nhất, còn tâm địa thiện lương, ngươi chính là đẹp biểu tượng được hay không? Giống, như cảm giác được mạc nguyệt nộ khí, cũng càng ngày càng chật vật, gà trọc lông lời nói xoay chuyển, bắt đầu nhận sợ, bớt nói nhảm, một cái gà trọc lông, miệng lại tiện sưu sưu, ngày hôm nay nhất định nướng ngươi ăn đùi gà. Mạc Nguyệt không chịu bỏ qua, đang nổi nóng, thiếu niên, khuyên nhủ nữ nhân ngươi a, à, phải biết các ngươi có thể còn chưa an toàn, nếu như dẫn tới cái kia con đại xà, biết các ngươi trọng nó trứng, vậy các ngươi coi như chết chắc. Gà trọc lông một bên chạy trốn, một bên nói với tô giật, tính toán, chúng ta còn chưa an toàn, tô giật âm thầm biến sắc, nói với mạc nguyệt. Cái này gà trọc lông nói không sai, nơi đây cũng không nhất định an toàn, động tĩnh quá lớn, lấy cái kia sĩ thiên giao thực lực, rất dễ dàng liền sẽ bị phát hiện, hư. Mạc Nguyệt toàn thân khí tức chậm chậm thu liễm, trên thân huyết sát khí tức tiêu tan nhạt, trừng mắt gà trọc lông, cổ nén phía dưới lửa giận, cũng thật là sợ dẫn tới cái kia sĩ thiên giao. Ngao ô, đại nhân, đại nhân, ngươi không sao chứ, cũng tại lúc này, U Minh Thử, Bạch Ngọc Huyền Điểu, Ngân Linh Yêu điệp, Xích Hỏa Yêu Điêu, Ngôi Hoàng Đế, Tiểu Linh đợi khi tìm được nơi đây, đến trong sơn động, hỏa tình mang hổ, hoàng kim mãn chờ thì là tại ngoài động, này sơn động dung không được chúng nó thể tích, ta không sao, nhìn xích hỏa yêu điêu chờ đều an toàn không có chuyện gì, tô giật cũng yên lòng. Mà lập tức, làm nhìn trong sơn động trọc lông gà tây, xích hỏa yêu điêu chờ chẳng lẽ kinh ngạc lên, hô, làm ông nội mày mệt chết rồi. Trọc lông gà tây đã co quắp ngồi ở một bên, không ngừng thở hỗn hỉnh. Chương 176, tiện sưu sưu trọc lông gà. Ta ra đi tìm hiểu một chút tình huống. Mặt nguyệt trừng trọc lông gà tây liếc một chút, dáng người uyển chuyển, khuôn mặt cơn giận còn sót lại chưa tiêu, đi ra sơn động tô giật không nói gì thêm dù sao giá trị lớn nhất xí thiên giao trứng tại trong tay mình cũng không sợ mạc nguyệt đi đi a à, nữ nhân này cũng quá táo bạo gà trọc lông nhìn mạc nguyệt trời đi tiểu chấp mắt giống như là buông lỏng một hơi mắt thấy tô giật nói ra thiếu niên ta và ngươi nói a à, nữ nhân này eo cái mông nhỏ cũng nhỏ có thể không tốt sinh đẻ tính khí còn kém như vậy ngươi phải nghĩ lại a à. tô giật trắng trắng mắt cái này trọc lông gà tây miệng thật đúng là tiền siêu siêu khó trách mạc nguyệt muốn nướng hắn đúng ngươi giống như hội thú ngữ a à, tại ta trong trí nhớ cảm thấy cực kỳ lâu trước đó có cường giả mới có thể thú ngữ đi trọc lông gà tây mắt thấy xích hỏa yêu điêu hỏa liệt mang điểu các loại ánh mắt đảo qua lập tức ánh mắt lại trở nên rơi vào trầm tư tự hồ là đang khổ đang suy nghĩ cái gì muốn phải cố gắng nhớ lại một ít chuyện nhưng trọc lông gà tây không thành công nỗ lực cũng nhớ không nổi đến cái gì sau đó nhìn lấy xích hỏa yêu điêu các loại ngay từ đầu không để bụng có thể lập tức lại là âm thầm biến sắc cái kia đôi mắt nhỏ linh lợi tại xích hỏa yêu điêu ngang phía trên chuyển động mang theo một vòng khó nhìn về chấn động nói a à, tự hồ cũng không phổ thông a à. bực này khí tức sẽ không ở những huyết mạch này phía trên xuất hiện a à. rất không có khả năng a à. kỳ quái kỳ quái đại nhân đây là một con gà sao ngôi hoàng đế tiểu linh leo đến tô giật trên cánh tay ngẩng lên cái đầu nhỏ đánh giá trọc lông gà tây cũng rất là hiếu kỳ. các ngươi gặp qua xinh đẹp như vậy gà, trọc lông gà tây trừng mắt ngôi hoàng đế tiểu linh rất là giận dữ, chính là muốn giải thích. thế nhưng là lập tức đánh giá chính mình bộ dáng, lại là lập tức chủ cục lấy mặt, chính mình cũng không có cách nào nhìn thẳng chính mình. ai? trọc lông gà tây thở dài, rất lợi hại phiền muộn, dứt khoát là không nói lời nào. không đến bao lâu, mặt nguyệt trở về, trong tay lại là dẫn theo mấy cái gà. không sai, cái kia thật là gà mỗi một cái đều có không thua hơn hai mươi cân rất lớn chỉ vũ màu sắc thái lộng lẫy vận khí không tệ thế mà gặp một tổ linh ngọc bửu kê nấu canh đại bổ đồ nướng vị đẹp có thể đối thương thế có không ít tác dụng mạc nguyệt xách trong tay linh ngọc bửu kê hung hăng trừng mắt gà trọc lông có ăn a à, trọc lông gà tay lại là hoàn toàn không để bụng nhất thời sáng mắt lên đến hỗ trợ mạc nguyệt kêu lên tô giật muốn giúp đỡ nhổ lông không có nồi nấu canh chỉ có thể đồ nướng. Không đến bao lâu, sáu cái trường mau, toàn thân trong suốt sáng long lanh, phát ra mùi thơm ánh sáng linh ngọc bửu kê, liền bị mạc nguyệt gác ở trên đống lửa, bắt đầu nướng. Tô giật chuyển mắt, loại này đồ nướng kiếp trước không xa lạ gì, ngược lại là không nghĩ tới mạc nguyệt nữ nhân này thật đúng là đặc biệt, thế mà tốt cái này một ngụm. Không đến bao lâu, thịt nướng liền đã tách tách phát ra tiếng vang. Một thịt dầu theo cái kia đã bắt đầu lên cháy da gà đường vân chậm rãi trượt xuống, thịt mùi thơm khắp nơi. Cái này Linh Ngọc Bửu kê mùi thơm quá đặc biệt, để tô giật con sâu thăm ăn cũng cấp tóc bị câu lên, nhìn không được ngược lại nuốt nước miếng. Ngôi hoàng đế, tiểu Linh, U Minh thử chờ ngang cái đầu, tại mùi thơm này trước mặt, cũng cảm thấy không có bao nhiêu sức chống cự, quen không có, có thể ăn sao. Gà trọc lông sớm đã đợi chờ phía trước, liếm láp mặt đối mặt nguyệt rất là thân cận lên, ngươi muốn ăn ngươi đồng loại à, dù sao các ngươi đều là gà. Mạc Nguyệt nhàn nhạt nhìn gà trọc lông liếc một chút, không, ta thật sự là khổng tước, cái này gà cùng ta không xứng giới. Gà trọc lông cười, nước bọt kia đã chảy một chỗ, tốt, có thể ăn. Một lát, tất cả linh ngọc bửu kê đều đã nướng chín, mùi thơm tràn ngập chỉnh sơn động. Muốn hay không nếm điểm? Mạc Nguyệt nói với tô giật, mình đã kéo xuống một cái đại đùi gà, bắt đầu gặm lên, nhất thời phong cách cùng cái kia rung động lòng người khuôn mặt, đường công chập trùng tư thái hoàn toàn thì không hợp nhau lên. Tô giật vốn là do dự, không thể không phòng, nữ nhân này thế nhưng là không tầm thường, vẫn là đề phòng một điểm tốt, nếu như bị cái này mạc nguyệt cho trong bóng tối hại dược coi như không tốt. Nhưng trước mắt Linh Ngọc Bửu Kê là mình hỗ trợ trừ mau, cũng là tại dưới mí mắt nhìn thấy cái này mạc nguyệt đồ nướng, cũng không còn về có vấn đề gì, huống chi tô giật biết. Mạc Nguyệt trên thân căn bản không có cái gì thuốc gây mê cùng độc dược, túi không gian còn là mình trả lại cho nàng, đã sớm cẩn thận tìm kiếm qua. Mấy ngày nay thời gian cũng một mực cùng với Mạc Nguyệt, cho nên cần phải rất không có khả năng đối với mình hạ dược đi, không có ngươi phần, đi ra." Bỗng dưng, Mạc Nguyệt một tiếng quát nhẹ, ngăn cản tại gà trọc lông trước người. Nguyên lai gà trọc lông chính là muốn tự mình động thủ, bị Mạc Nguyệt trực tiếp ngăn cản. "Thì cho ta một cái đi, ngươi nướng quá thơm, ta nước bọt đều nhanh chảy ra." Gà trọc lông một mặt có thể mắt thấy Mạc Nguyệt, "Ngươi không phải nói ta khó coi sao?" mặt nguyệt trừng mắt gà trọc lông cơn giận còn sót lại chưa tiêu không là mắt của ta mù là ta ghen ghét ngươi đẹp trên thực tế ngươi khuynh quốc khuynh thành đẹp như tiên nữ ngươi là nhân loại bên trong đẹp nhất là điểm tô cho đẹp thân thể tiểu tử này mới là không xứng với ngươi là hắn đứng tại bên cạnh ngươi ảnh hưởng ngươi khí chất ảnh hưởng ngươi mỹ lệ gà trọc lông vẽ mặt thành thật nói ra ánh mắt lại là chịu đựng nước bọt một mực chăm chú vào linh ngọc bửu kê bên trên nghe vậy tô giật nhất thời trừng mắt gà trọc lông, cái này gà trọc lông, đây là thật tiện, cái này còn tạm được, ta tạm thời tha thứ ngươi. Mặt Nguyệt nhất miệng lên, ném nguyên một chỉ linh ngọc bửu kê giao cho gà trọc lông, ta liền biết, ngươi là đẹp nhất. Gà trọc lông sớm liền không nhịn được, đừng nhìn hai cánh ngắn nhỏ, lại là trực tiếp đem cái kia hình thể đại không biết mấy lần linh ngọc bửu kê trực tiếp cho tiếp được, lập tức bắt đầu gặm lên, ăn ngon, ăn ngon thật. Một bên gặm, gà trọc lông còn vừa nói, không ngán không mùi, bên ngoài xốp giòn trong mềm, chất thịt ngon, đặc biệt phong vị, tô giật trốt cục cũng không nhịn được, cầm một cái, kéo xuống hai con gà cánh cho đầu vai ngôi hoàng đế cùng tiểu linh, lập tức cũng không đoái hoài tới nóng, khẽ cắn cũng là một miệng lớn, thật đúng là thật lâu không có ăn như vậy qua, Từng, không tệ, uống một chút, tô giật cũng không nhịn được tán thưởng, không biết là cái này mạc nguyệt tay nghề tốt. Vẫn là cái này Linh Ngọc Bửu kê chất thịt tốt, cái này thịt gà miệng đầy hỏa nhiệt sôi trào, hương khí bốn phía, cảm thấy trời sinh mang theo mỹ vị. Một ngụm thịt gà cửa vào, trơn mềm, cháy xốp giòn cảm giác, nhất thời trong nháy mắt đều tại tô giật trong miệng sôi trào vũ đạo lên, mùi thịt thẳng tới lưỡi đỉnh vú, lần này đa tạ ngươi cứu giúp, cũng tới một cái đi. Mạc Nguyệt đưa hỏa liệt mang điểu một cái, lần này nếu không phải hỏa liệt mang điểu, sợ là tất cả mọi người muốn phiền phức, hỏa liệt mang điểu nhìn xem tô giật, chờ lấy tô giật lên tiếng. Nếm thử, mùi vị không tệ. Tô giật gật đầu, nhìn tô giật gật đầu, hỏa liệt mang điểu cũng đã sớm tại cố nén nước bọt, lập tức cũng không khách khí. Các ngươi cũng đều nếm điểm đi, cũng đừng ăn nhiều. Nhìn giờ phút này ngân linh yêu điệp chờ mắt thấy hỏa liệt mang điệu ánh mắt, mạc nguyệt đem còn lại mấy cái linh ngọc bửu kê, cũng trực tiếp vứt cho xích hỏa yêu điêu, hoàng kim mãn các loại. Chương 177, có thể gà thịt. Ngao ô, thơm quá a à hoàng kim mãn hỏa tình mang hổ các loại chúng nó chỗ nào ăn rồi loại này nướng ra đến linh ngọc bửu kê tại ngoài động nhất thời chia ăn đều có phần chỉ là lấy chúng nó khẩu vị mấy cái linh ngọc bửu kê tuy nhiên thể tích không nhỏ lại cũng chỉ có thể chúng nó nhét kẻ răng ngược lại là gà trọc lông ông nguyên một chỉ so với từ bản thân thể tích lớn phía trên mấy lần linh ngọc bửu kê ăn như gió cuốn ăn không có hình tượng chút nào xa xa nhìn qua một cái gà trọc lông lại là tại ông một con gà nướng tại gặm, cái này cũng khiến người rất ngạc nhiên không thôi. Hai con gà cánh, bị ngôi hoàng đế tiểu linh cũng là một ngụm nuốt vào, thực sự khó có thể tưởng tượng cái này hai đầu tiểu đông tây là thế nào nuốt xuống, cái kia thân thể nho nhỏ bên trong giống như có đơn độc không gian, hoàn toàn không nhìn thấy dấu vết. Nhìn ngôi hoàng đế tiểu linh sau đó cái kia trong mong ánh mắt, tô giật không thể không là có xé hai khối cho cái này hai đầu tiểu gia hỏa, còn lại toàn bộ linh ngọc bửu kê, tô giật cũng không khách khí ăn như hổ đói tốt no bụng a ăn ngon thật nguyên một chỉ linh ngọc bửu kê gà trọc lông lại là so với tô giật nhanh hơn ăn xong cái kia tiểu bụng nhỏ căng kín đầy cái bụng đều cơ hồ sắp rơi tới mặt đất toàn bộ thân hình giống như là tròn một vòng ngắn cánh vỗ tròn trịa cái bụng không ngừng đánh lấy nấc khó có thể tưởng tượng nó là thế nào nhét vào so từ bản thân thể tích còn lớn hơn nguyên một chỉ linh ngọc bửu kê tô giật cũng ăn rất no đã thật lâu không có như vậy tế qua ngủ tạng miếu quan trọng hơn là cái này linh ngọc bửu kê như là mạc nguyệt nói ăn chi có chỗ tốt cực lớn tô giật rõ ràng cảm giác được vào bụng thịt gà bên trong có từng tia từng sợi năng lượng tại thể nội tràn ngập mà ra cái này năng lượng rất lợi hại ôn hòa giống là có thể tẩm bổ gân cốt bắp thịt toàn thân khiến người ta cảm thấy ấm áp ta thật sự là ăn quá no bụng à làm sao cảm giác choáng đầu hoa mắt gà trọc lông thân thể bắt đầu lung la lung lay muốn vỗ đầu thế nhưng là cánh quá ngắn căn bản đập không đến, tiếng nói còn chưa rơi xuống, chính là trực tiếp ngã trên mặt đất. Ta làm sao cũng choáng choáng ngôi hoàng đế thú ngữ vẫn chưa nói xong, cũng lập tức theo tô giật trên bờ vai rơi xuống, ngay sau đó tiểu linh cũng trực tiếp rơi xuống, tô giật cũng cảm giác được choáng đầu, mê mẩn đau nhức, không tốt, tô giật trong lòng giật mình, nhất thời nhìn hướng mạc nguyệt, trước mắt bắt đầu mông lung, ánh mắt trong tầm mắt, tô giật chỉ nhìn mạc nguyệt trên mặt chính mang theo ý cười, khóe miệng nhấc lên một vòng đường cong, cảm thấy đây hết thảy đều tại nàng trong dữ liệu. Tốt choáng A bên ngoài sơn động, hỏa tình mang hổ chờ mang yêu thú, cũng lập tức chậm chậm ngã nhào trên đất, bất tỉnh nhân sự, đã hôn mê. Tô giật vận công, muốn chống cự, hỗn nguyên chí tôn công nhất thời vận chuyển, trong đầu ngự thiên quyết thôi động, muốn phải gìn giữ linh hồn thanh tĩnh, nhưng giống như có lẽ đã không kịp. Tô giật càng ngày càng u ám, trước mắt hoàn toàn mông lung, mí mắt thân bất do kỹ nặng chồng lên nhau, sau đó cũng ngã trên mặt đất trong sơn động chỉ có mạc nguyệt mảy may không ngại trên mặt mang theo đạt được nụ cười làm tô giật thanh tỉnh thời điểm trong đầu còn mang theo còn lại choáng nhưng ý thức rõ ràng chỉ là thân thể lại là thân bất do kỹ rã rời để không nổi bất luận khí lực gì tới hai con ngươi nhất thời mở ra tô giật mắt thấy sơn động trong sơn động đã mất đi mạc nguyệt dấu vết không tốt sĩ thiên giao trứng trước tiên tô giật ánh mắt chính là tìm kiếm sĩ thiên giao trứng không thấy như tô giật đoán cảm giác sĩ thiên giao trứng xác thực không thấy, cùng mạc nguyệt đồng dạng biến mất không còn tâm hơi vô tung, đã không tại sơn động. Trong sơn động, ngôi hoàng đế tiểu linh, ngân linh yêu điệp, u minh thử chờ đều còn nằm trên mặt đất chưa từng thức tỉnh. Mắt lừa, cái kia linh ngọc bửu kê bên trong có gì đó quái lạ, tô giật thất thần, não hải hồi tưởng. Nhất định là cái kia Linh Ngọc Bửu Kê bên trong có lấy cổ quái, có thể là bị Mạc Nguyệt hạ dược. Giờ phút này chỉ có tự mình một người thức tỉnh, lấy U Minh thử, ngân linh yêu điệp chờ thực lực tu vi, ăn linh ngọc bửu kê cũng ít nhất, cũng còn nằm trên mặt đất. Tô giật xem chừng, là mình sau cùng thôi động ngự thiên quyết cùng hỗn nguyên chí tôn công tác dụng. Tô giật muốn đứng dậy, nhưng thân thể lại là không nghe sai khiến, một lát sau, cũng mới chỉ là miễn cưỡng có chút khí lực nữa ngồi xuống. Cứu mạng A, à, cứu mạng A, à, bỗng dưng, có tiếng kêu cứu mạng truyền đến. Tô giật theo thanh âm nhìn lại, nhất thời trận mắt hốc mồm, chỉ gặp sơn động một góc, nguyên bản mấy cái kia nướng linh ngọc bửu kê trên đống lửa, hỏa diễm vù vù ứa ra. Mà cái kia gà trọc lông, giờ phút này đang bị một loại đặc biệt thụ đằng cuốn lấy hai cánh, bị gác ở trên đống lửa chỉnh bị đốt cháy. Cứu mạng A, à, người nào tới cứu cứu ta, gà trọc lông giật ra cuốn hồng la lên, giống như cũng toàn thân bất lực, thanh âm không lớn. Toàn thân cũng làm không ra bất kỳ khí lực đến, cái này gà trọc lông nhìn thấy tô giật thanh tĩnh, nhất thời cầu cứu phía trên tô giật, kêu cứu nói, thiếu niên, nhanh cứu mạng a, à, nhất định là nữ nhân kia làm, cái kia linh ngọc bửu kê bên trong có gì đó quái lạ, chúng ta mắc lừa, ta cũng biết linh ngọc bửu kê bên trong có gì đó quái lạ. Tô giật khiêu mi, giờ phút này muốn đuổi theo sĩ thiên giao trứng, cũng toàn thân không còn chút sức nào đến, không cần đoán đều biết, là nữ nhân kia đã sớm nghẹn một bụng ý nghĩ xấu, mục đích cũng là sĩ thiên giao trứng. Ngươi nhanh trước cứu ta, ta sắp bị nướng chín, gà trọc lông kêu cứu, nước mắt đều nhanh chảy ra tô giật bạch gà trọc lông liếc một chút tuy nhiên cái này gà trọc lông bị ném ở trên đống lửa nướng không quá phận rõ ràng sự tình gì cũng không có thì liền trên thân tầng kia lông tơ cũng không có rơi một cái lửa này giống như là đối căn bản không có bất cứ tác dụng gì kiểm tra trên người mình tô giật phát hiện cảm thấy trên thân ngược lại là không ngại cũng là đề không nổi khí lực tới mà lại trên thân túi không gian cũng đều tại một cái không có thiếu như thế khiến tô giật rất ngạc nhiên nữ nhân kia tự hồ chỉ là lấy đi sĩ thiên giao trứng, thiếu niên, ngươi nhanh lên A, à, cứu mạng A, à, nhìn thấy tô giật không muốn động đậy, gà trọc lông rất lợi hại phiền muộn, không ngừng kêu cứu, ta tại sao muốn cứu ngươi, tô giật từ tốn nói, chính buồn bực, muốn là mình không ăn cái kia linh ngọc bửu kê lời nói, nữ nhân kia tại sao có thể có cơ hội lấy đi sĩ thiên giao trứng, tuy nhiên trên thân túi không gian không có ít, giống như mạc nguyệt nữ nhân kia giống như lương tâm phát hiện. Có thể tô giật rõ ràng, Chính mình trong túi càng không đồ, vật, cộng lại cũng không kịp một cái xí thiên giao trứng một phần ngàn A. À. Nếu không phải hỏa liệt mang điểu, nữ nhân kia cũng sợ là muốn tán thân tại núi lửa phun trào bên trong. Tô giật xem chừng, nữ nhân kia nhất định cũng là cảm giác được lương tâm phát hiện, cho nên mới không tốt lại cầm trên người mình túi không gian đi. Chúng ta đều là người bị hại, đều là bị nữ nhân kia làm hại, nữ nhân kia đem chúng ta hố, lấy đi người muốn cái kia con đại xà trứng, đem ta cột vào cái này nướng vậy chúng ta cũng là cộng đồng người bị hại, nữ nhân kia là ta địch nhân, tự nhiên cũng là ngươi địch nhân, chúng ta có thể cùng đi tìm nữ nhân kia tính sổ sách, địch nhân địch nhân, thì là bằng hữu, chúng ta đều đã là bằng hữu, chẳng lẽ ngươi không nên cứu ta sao? Chương 178, Thoái hóa đạo đức, nhân tâm không còn. Gà trọc lông nói một hơi, nói là có đạo lý. Tô giật gật đầu nói, kém chút liền bị thuyết phục, ngươi thừa nhận ta nói có đạo lý, khối kia tới cứu ta, ta thế nhưng là khổng tước a nữ nhân kia làm sao bỏ được muốn thiêu chết một khổng tước phát rồ a gà trọc lông rất lợi hại bị khuất nó thế nhưng là một khổng tước a giờ phút này cũng là bị cột vào cái này trên đống lửa nữ nhân kia quả thực phát rồ ngươi căn bản đánh không lại nữ nhân kia luôn miệng nói chính mình là khổng tước ngươi một điểm nào giống như là trong truyền thuyết khổng tước hiện tại còn bị tùy tiện cột vào cái này bị nướng cứu ngươi thì có ích lợi gì dạng này một cái không rõ lai lịch gà trọc lông tô giật không thể không đề phòng đã là lại lần trước nữ nhân kia làm cũng không thể đầy đủ lại bị cái này gà trọc lông hố một lần khóe miệng một vòng ý cười đường cong nhất lên tô giật mắt thấy gà trọc lông tiếp tục nói huống chi ngươi muốn thật sự là một khổng tước nếu như bị nướng chín mùi vị đó phải rất khá ta cũng muốn biết khổng tước là vị gì ngươi lại muốn ăn khổng tước gà trọc lông sững sờ nho nhỏ hai mắt gấp trừng mắt tô giật giống như là muốn trống đi ra lập tức lắc đầu thở dài nói thật sự là thoái hóa đạo đức nhân tâm không còn a à, thoái hóa đạo đức nhân tâm không còn nói đi ngươi đến cùng là lai lịch gì tôi giật trợn trắng mắt gặp dạng này một cái gà trọc lông cũng coi là kỳ hoa ta thật sự là khổng tước gà trọc lông rất lợi hại ủy khuất đường đường một khổng tước thế mà bị người cột vào trên đống lửa sợ nó tuyệt đối là khổng tước bên trong cái thứ nhất đi ngươi nếu như khổng tước làm sao bộ dáng như vậy, làm sao lại liền nữ nhân kia cũng đánh không lại. Tô giật cười lạnh, không thể không hoài nghi, ta cũng không biết ta tại sao có thể như vậy, ta thật không nhớ nổi. Gà trọc lông cười khổ, tô giật nhíu mày, mắt thấy gà trọc lông, thật sự là không biết nên không nên tin tưởng cái này gà trọc lông, thiếu niên, thiện chí giúp người A, à, ngày hôm nay ngươi cứu ta, cái kia chính là cùng ta kết thiện duyên, ngày nào đó chờ ta khôi phục, ổn thỏa hậu báo. Gà trọc lông dạng này nói với tô giật, tô giật mắt thấy gà trọc lông, đang do dự. Tô giật ngược lại không phải là muốn cái này gà trọc lông hậu báo, cũng căn bản không tin tưởng dạng này một cái gà trọc lông đối với mình có cái gì hậu báo. Dạng này một cái gà trọc lông, tuy nhiên lai lịch bí ẩn, rất là kỳ dị, nhưng mà đủ để chứng minh có chỗ bất phạm, chỉ ít sẽ không đơn giản. Sau cùng, tô giật vẫn là quyết định giúp cái này gà trọc lông một thanh. Dù sao cái này trên đống lửa đối cái này gà trọc lông cũng không có bất kỳ cái gì thương tổn. Sợ là không bao lâu nữa, chờ trên người nó khí lực khôi phục, cái này cũng buộc không được cái này gà trọc lông. Chầm chậm bò dậy, tôi giật cởi xuống cái này gà trọc lông. Phát rồ a, à, ta nhất định sẽ không bỏ qua nữ nhân kia. Ta liền nói nữ nhân kia quá độc, độc nhất là lòng dạ đàn bà a. À. Gà trọc lông ngồi liệt trên mặt đất, toàn thân bất lực, miệng lại là không ngừng mắng to lấy. Tô giật không để ý đến gà trọc lông, miễn cưỡng ngồi xếp bằng, vận chuyển hỗn nguyên chí tôn công, bắt đầu thổ nạp điều tức khôi phục. Theo nguyên khí tại thể nội chậm chậm vận chuyển lưu động, tô giật rõ ràng cảm giác được nguyên khí những nơi đi qua, trên thân loại kia cảm giác bất lực đang chậm chậm biến mất, hết thảy chính đang khôi phục. Sau nửa canh giờ, ngân linh yêu điệp, u minh thử, hỏa tình mang hỗ chờ tuần tự thức tỉnh, cũng toàn thân bất lực, lập tức bắt đầu vận công khôi phục. Gà trọc lông cũng không có lại nói thầm không nghĩ, hai mắt nhắm chặt, trên thân tràn ngập ra một loại ánh sáng, như là thần huy, có khí tức đang chấn động. Ngược lại là cũng không có quá lâu, tô giật cũng tận số khôi phục, bên trong thân thể loại kia cảm giác bất lực đều khu trừ. Mà cảm giác bên trong thân thể đang điền huyền khí toàn qua bên trong huyền khí, tô giật còn hơi có kinh ngạc, không biết có phải hay không là linh ngọc bửu kê tác dụng, tô giật bên trong thân thể huyền khí bằng thêm không ít. Tại nguyên huyền cảnh nhất trọng tầng thứ tiến tới bộ một chút, tô giật đứng dậy trong sơn động ngân linh yêu điệp chờ còn đang khôi phục ngôi hoàng đế tiểu linh còn không có thức tỉnh vẫn còn đang hôn mê bên trong lo lắng bên ngoài sơn động hỏa tình mang hổ các loại tôi giật rời núi động hỏa tình mang hổ tuyết ngọc mang viên hoàng kim mãn cũng đều đang khôi phục cảm thấy khôi phục còn muốn một đoạn thời gian bên ngoài sơn động tôi giật thuận tiện điều tra một chút tình huống đứng tại chỗ cao tôi giật ánh mắt chỗ xem cái kia núi lửa phun trào địa phương tác động đến tứ phương y nguyên còn có thể nhìn thấy khói đặc cuồn cuộn hơi thở nóng bỏng từ nơi xa tràn ngập mà đến có thật dày bụi núi lửa phiêu đãng trên không trung ngao ô tứ phương dãy núi hạp cốc truyền ra thú hống tê minh hư không bên trên có hung cầm dương cánh không ít mang yêu thú bóng người ẩn hiện chỉ hướng tứ phương mà đi giống như là đang tìm kiếm cái gì cảm thấy có chút không đúng a à, tô giật mượn nhờ núi đá che lấp thân thể thu liễm khí tức mi đầu tối nhăn mặc dù nói núi lửa bạo phát cùng sĩ thiên giao đại chiến ảnh hưởng không nhỏ, nhưng không đến mức xa như vậy còn có động tĩnh lớn như vậy a, à, giống như tứ phương vạn thú bạo động, vù vù, bỗng dưng, nhưng vào lúc này, từ dưới đỉnh núi, một cái cao vài trượng mang yêu thú leo ra, đây là là một cái cự đại thằng lặng mang yêu thú, nhanh chóng trực nhanh, trong nháy mắt xuất hiện tại tô giật trước người. Cái này thằng lặng mang yêu thú song đồng phát sáng, trong miệng lưỡi tím phun ra nuốt vào, phát ra tê minh thanh, cự cái đuôi to tại trái phải diêu động, đem bốn phía núi đá trực tiếp chấn vỡ. Ô ô nhìn tô giật, đầu này thằng lặng mang yêu thú nhất thời trong miệng phát ra hưng phấn khát máu tê minh, ánh mắt dữ tợn, lại phát hiện một cái nhân loại, đi chết đi. Mà cái này thú ngữ, lại là rơi vào tô giật trong tai, có thể bị tô giật nghe rõ, cảm thấy chuyên môn đang tìm người loại. Tô giật chuyển mắt, ngược lại là không có gấp mà chạy. Trong sơn động hỏa tình mang hổ các loại, vẫn còn tiếp tục khôi phục mà đây là một đầu kim cương yêu tích, nhìn khí tức, yêu huyền cảnh lục trọng hai bên, cũng không còn về để tô giật nhanh chân liền chạy. Lúc trước nguyên hồn cảnh chín tầng thời điểm, đối mặt yêu huyền cảnh tam trọng tứ trọng mang yêu thú, tô giật cũng không có trốn qua. Giờ phút này tô giật nguyên huyền cảnh nhất trọng, vừa vặn có thể nghiệm chứng một chút tự thân, vù vù, ngay tại tô giật suy tư một cái chớp mắt, đầu kia kim cương yêu tích động, huyết bồn đại khẩu trung tính tử trực tiếp phun ra, giống như một đầu mang theo mùi huyết tinh trường tiên chỉ hướng tô giật bao phủ mà đi dạng này một đạo lưỡi tím so với trường tiên còn muốn nhanh chóng đặc biệt là cái kia mùi huyết tinh khiến người ta buồn nôn hưu thật dài lưỡi tím ở giữa không trung xẹt qua một đường vòng cung trực tiếp lướt ầm ầm ra tô giật vẫn âm thầm cảnh giác nhưng mà vì thế khắc kim cương yêu tích tốc độ giật mình oanh tại đây một cái chớp mắt tô giật dưới chân nhất thời nguyên khí tuôn ra phù diêu bách biến bộ bước ra cấp tốc tránh đi kim cương yêu tích một kích này. Ngay tại tôi giật hiểm hiểm tránh đi chỉ là, phía sau đột nhiên cảm giác được một đạo sắc bén hàng ý, một cổ đáng sợ khí tức bao phủ, kim cương yêu tích cái đuôi lớn đã như là trường mâu dựng thẳng mà đến. Bá vương quyền, không có chút gì do dự, tôi giật quay người, quyền đầu nắm chặt, bá vương quyền tại quyền đầu bao trùm lên một tầng thật dậy ánh sáng, oanh. Một cổ bá đạo uy nghiêm năng lượng ba động theo trên nắm tay tản ra, bỗng nhiên hướng lên đụng nhau mà đi chương 179, ngự hồn sư lực lượng. Âm, cả hai đụng nhau, trầm đục như sấm, trong không khí truyền ra kinh người trầm đục âm thanh, kèn két, quan mang khí lãng ngập trời, bốn phía mặt đất có vết nứt nhất thời chỉ hướng bốn phương tám hướng tràn ngập mà ra, kim cương yêu tích cái đuôi lớn bị trực tiếp chấn ra, to lớn thân thế cũng lão đảo hướng, về, sau chấn lùi lại mấy bước, bàn chân rơi xuống đất chỗ, mặt đất nham thạch hóa thành bột mịn. Tô giật dưới thân thể chìm, kim cương yêu tích cái đuôi lớn rơi xuống, cự lực trùng kích, hai chân trực tiếp chìm xuống, hãm xuống mặt đất bên trong. Ô, kim cương yêu tích phát ra, ô ô thanh âm, giống như bị ăn thiệt ngầm, ánh mắt trở nên càng thêm dữ tợn, trong nháy mắt chỉ hướng tô giật lại lần nữa lao thẳng tới. Xoẹt, thân thể nhảy ra, dưới bụng mạnh mà mạnh mẽ nhất trảo phát ra ánh sáng, khí tức sắc bén, chỉ hướng tô giật hung hăng vỗ xuống, hưu, bàn chân hãm xuống mặt đất, bóng người thụ trệ, tô giật mục đích chìm, trở tay phía sau đại đao nhất thời xuất thủ nộ lông chém trong lòng một tiếng gầm nhẹ không có bất kỳ cái gì đình trệ tô giật trong tay đao quyết thôi động nguyên khí tại thể nội trong kinh mạch cấp tốc dân trào tại đặc thù trong kinh mạch hội tụ bôn lưu sau cùng hội tụ tại trên đại đao ông trong nháy mắt trên đại đao phản phất là vang vọng trong lúc mơ hồ lông tiếng khóc uyển như phong lôi xoe đao quang sáng chói một đao kia lấy cùng mảnh vô cùng tư thái trực tiếp đứng xuống xoạt xoạt sắc bén cùng mảnh khí thế phun trào, đao thế như phong lôi, theo xoạt xoạt thanh âm trong không khí truyền bá, kim cương yêu tích cái kia mạnh mà mạnh mẽ trên móng vuốt, nhất thời lưu lại một đạo vết máu, đạp đạp, một cổ cự đại trùng kích chi lực, cũng lập tức đem tô giật chấn ra, mượn nhờ cái kia phản xung chi lực, tô giật thuận thế lướt đi, ô ô, kim cương yêu tích bị đau, trên lời trảo xuất hiện vết thương, nhưng vết thương cũng không có quá sâu, chỉ là lưu lại nhàn nhạt vết thương mà thôi, kim cương yêu tích, lấy da dày thịt thô lấy xưng, phòng ngự lực không phải bình thường cường hãn. Giờ phút này, cái này nếu là người khác nhìn thấy tô giật lấy nguyên huyền cảnh nhất trọng tu vi, có thể đem yêu huyền cảnh lục trọng kim cương yêu tích nhất đao trảm thương tổn, đủ để sẽ khiếp sợ ngẹn họng nhìn trân trối. Phần Phật, móng vuốt bị thương, kim cương yêu tích song đồng một mảnh đỏ thẫm đã bắt đầu cùng bạo, cái kia cái đuôi lớn như câu, trực tiếp xoay tròn, lại lần nữa chỉ hướng tô giật nhanh đâm mà ra, bạo long toàn phong trảm. Tô giật tuy nhiên đẩy lui, nhưng cũng không có tránh né, ngay tại cái kia như câu cái đuôi lớn móc câu xuống thời khắc, nguyên khí ở trong kinh mạch dân trào, lại lần nữa hội tụ thân đao, làm cho thân đao phát rung cùng long ba đao đao thứ hai bạo long toàn phong trảm tại tô giật trong tay, trực tiếp vung đao mà ra, hưu rồi, đao quan xoay tròn, mang theo ánh sáng mang như hồ quang điện, như là một vòng vần trăng tại hư không xẹt qua, trong lúc mơ hồ mang theo ánh sáng hư ảnh, như là một đạo long ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Quanh. Một đao kia, ẩn chứa đáng sợ uy áp sắc bén cùng bạo, bốn phía các bay đá chạy, như là bạo lông nhảy múa, ở giữa phòng ngự, keng keng keng, trong nháy mắt, đao quan cùng cái kia kim cương yêu tích cái đuôi lớn đụng chạm, mang theo đống lửa vẫy ra, kình phong kích xạ tứ phương, làm cho bốn phía các bay đá chạy, mặt đất trạng nứt, ô ô, kim cương yêu tích kêu thảm, cái đuôi lớn nhọn bộ máu chảy ồ ạt, trọn vẹn tiểu lớn nhỏ cỡ nắm tay vết đao nổ tung, giống như là cái đuôi kém chút liền muốn trực tiếp bị chém đứt tô giật cũng không chịu nổi bị cự lực bắn bay đập ầm ầm rơi trên mặt đất phốc, bên trong thân thể khí huyết cuồn cuộn cổ họng ngòn ngọt tô giật nhịn không được một tia máu tươi từ khóe miệng tràn ra đại đao trong tay phía trên cũng lộ ra mấy cái lỗ hổng đao nhận cuốn ngược phòng ngự thật đúng là mạnh a à. tô giật âm thầm rung động không nghĩ tới cái này kim cương yêu tích da thịt thế mà dày như vậy vết đao đều bị cuốn lưỡi đao cái này tuy nhiên còn không phải cái gì bảo đao, nhưng cũng là thiên truy bách luyện tinh cương tạo thành, đủ để chứng minh cái này kim cương yêu tích phòng ngự là bực nào cường hãn. Ô ô, kim cương yêu tích ô ô gừ gừ gào, ánh mắt dữ tợn, mắt thấy tô giật, trong mắt tràn đầy huyết tinh sát ý. Có thể cái này gia công mậu dịch, ngược lại là trong lúc nhất thời có tuyệt đối kiên kỵ, không còn dám tùy tiện tới gần, nhưng tùy thời chầm chầm ở một bên, cũng không có ý định rời đi. Nhìn chầm chầm kim cương yêu tích phản ứng tôi giật mục đích chìm giờ phút này cũng không có địa phương thối lui ngân linh yêu điệp hoàng kim mãn chờ đều còn tại khôi phục bốn phía khắp nơi đều là mang yêu thú gây nên nó mang yêu thú chú ý cái kia càng thêm nguy hiểm tuy nhiên thương tổn cái này kim cương yêu tích nhưng kim cương yêu tích thương thế cảm thấy cũng không có trở ngại chính mình cũng đã bị thương lấy chính mình nguyên huyền cảnh nhất trọng tu vi cùng yêu hư cảnh lục trọng kim cương yêu tích quyết đấu tôi giật cảm giác sợ là liều mạng cũng khó có thể đánh giết cái này kim cương yêu tích, chỉ có thể dạng này thử một lần. Tô giật khiêu mi, trong lòng làm ra quyết đoán, lập tức hai con người khép hờ, có kỳ lạ thủ ấn trong tay ngưng tụ. Xì si, 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 theo thủ ấn ngưng kết, tô giật quanh thân bốn phía có khí lưu ba động, giống là có ánh sáng muốn lấp lóe mà ra. Kim cương yêu tích nhìn tô giật động tác, cũng rất là kỳ quái, hung động lấp lóe ánh sáng, đi qua đi lại, muốn tiến lên, nhưng lại kiên kỵ tô giật thủ ấn không ngừng ngưng kết, từ bốn phía hư không bên trong, bắt đầu xuất hiện một chút năng lượng màu đỏ thắm ba động. Một chút màu đỏ năng lượng theo sau ngưng tập hợp một chỗ, càng ngày càng nóng rực, sau cùng giống như là tại tô giật trước người hóa thành một cái hỏa cầu. Ô, kim cương yêu tích giống như cảm giác được không thích hợp, rốt cục nhìn không được, hung đồng dữ tận, ô ô gừ gừ gào một tiếng về sau, trên thân phát ra hào quang màu đen nhạt, huyết bồn đại khẩu bên trong. Mùi huyết tinh xông vào mũi, trong chốc lát nhảy ra, chính là chỉ hướng tô giật vọt mạnh xuống, cũng đồng thời ở nơi này ở giữa, tô giật sau cùng một đạo thủ ấn ngưng kết mà ra, sắc mặt trong nháy mắt cũng biến thành trắng bệt vô cùng, đóng, đột nhiên, ngay tại tô giật trước người chỗ ngưng tụ hỏa cầu kia nóng rực năng lượng bên trong, một tiếng sấm nổ hổ khiếu gào thét truyền ra, quan mang ba động như là liệt diễm phun trào, lập tức một cái trọn vẹn cao vài trượng hỏa diễm đại hổ hư ảnh, cùng bạo từ bên trong lao ra. Ngọn lửa này đại hổ uyển như thực vật, toàn thân đỏ thẫm, trên trán có chữ vương đồ án tràn ngập ánh sáng, cự hổ hư ảnh nhìn chăm chăm, làm bộ muốn lao vào, sông đồng bốc hỏa, như là ẩn chứa một cái biển lửa, giữ tận hung hãn, rống, làm dạng này một cái hỏa diễm đại hổ hư ảnh xuất hiện, bốn phương gió động, một cổ cường đại khí tức ba động cũng lập tức bao phủ mà ra, đáng sợ liệt diễm bao phủ, uyển như bão tát để núi này cái đầu lúc giống như là hóa thành biển lửa, nhiệt độ kéo lên, cái này một cái chớp mắt, kim cương yêu tích giống như cảm giác được cái gì, đập ra thân hình thần sắc làm đại biến, hung động tuôn ra kiên kỵ chấn kinh chi sắc, nhưng hết thảy đã tới không kịp, cả hai trong nháy mắt đụng nhau, phanh phanh. Năng lượng kinh người âm bạo thanh nhất thời quét sạch mà ra, sau đó nổ tung, hỏa diễm bao phủ tứ phương, càng là nương theo lấy một cổ kỳ lạ năng lượng trùng kích tứ phương, âm âm, đỉnh núi sụp đổ, thao thiên hỏa diễm như là bom nổ tung, hơi thở nóng bỏng bao phủ, ô ô nương theo lấy kim cương yêu tích ô ô tiếng kêu thảm thiết vang vọng, hiện trường hết thảy bị dìm ngập tại liệt diễm bên trong, khí tức ngập trời. Chương 180, đánh giết kim cương yêu tích. Bành bành bành, lập tức thao thiên hỏa diễm khuấy động, kim cương yêu tích to lớn thân thế đập ầm ầm rơi, trên thân cháy đen, giống như là da thịt đã bị trực tiếp đốt cháy rơi, máu me đầm đìa, vô cùng thê thảm, chẳng biết tại sao, sông đồng làm ngốc trệ, giống như là thất thần, tô giật toàn thân bất lực, sắc mặt tái nhợt như bụi mắt thấy rơi xuống đất kim cương yêu tích bên trong thân thể sau cùng một tia lực lượng cũng không giữ lại chút nào nhất thời lướt thân thể mà lên hưu đại đao trong tay đã vết đao đao nhận cuốn ngược làm tô giật đến kim cương yêu tích bên người thời điểm túi không gian bên trong một thanh nguyên binh tầng thứ bảo đao nắm trong tay tung người mà xuống một đao trực tiếp hung hăng cắm vào mi tâm nhất thời chui vào chui đao xoẹt kim cương yêu tích mi tâm nổ tung máu chảy ồ ạt nhất thời sông động ánh sáng ảm đạm, đôi mắt chậm chậm nhắm lại, thân thể trên hơi thở đình trệ, sinh cơ tiêu tan nhạt, ngao ô, đại nhân. Mấy đạo thân ảnh to lớn giờ phút này cấp tốc lướt đến, giữa không trung có phi cầm dương cánh, chính là hỏa tình mang hổ, hoàng kim mãn chờ đuổi tới, chuyện gì xảy ra, làm sao động tĩnh lớn như vậy, thanh thúy thanh âm truyền ra, một cái gà trọc lông cục đuôi, tại chúng thú ở giữa đi ra, chính là cái kia gà trọc lông, giờ phút này gà trọc lông đi ra, mắt nhỏ linh lợi dò xét liếc một chút cái kia kim cương yêu tích lập tức thò đầu ra nhìn đánh giá bốn phía cái mũi tự như còn đang cố gắng ngửi ngửi cái gì sau đó mắt thấy tô giật mang theo rung động kinh ngạc nói tàn hồn khí tức hỏa thuộc tính thiếu niên ngươi thế mà còn là một cái ngự hồn sư rút đau mà ra kim cương yêu tích thú huyết tại mi tâm dâng lên tô giật rơi xuống đất mắt thấy trước mắt gà trọc lông tên này cảm thấy khôi phục rất nhanh lại có thể trực tiếp cảm giác ra bản thân ngự hồn sư thân phận ngự hồn sư rất khó a à. tô giật khóe miệng lựa chọn cười nhạt một tiếng hướng trong miệng nhét vào một cái khôi phục nguyên khí đang dược vừa mới đối mặt kim cương yêu tích tuy nhiên sau cùng dựa vào lấy ngự hồn sư phía trên thực lực đem trọng thương ảnh hưởng có thể đánh giết nhưng vô luận là nguyên khí còn là linh hồn lực lượng tô giật đều là gặp tiêu hao hầu như không còn nghe vậy gà trọc lông rất lợi hại phiền muộn tiểu mắt nhỏ trùng điệp trắng tô giật liếc một chút ngự hồn sư tại nó trong trí nhớ giống như vạn người không được một đi so với những lư thư đó thiếu luyện đan sư cùng luyện khí sư còn ít hơn nhiều một mình ngươi giết đầu này tiểu xa. gà trọc lông để mắt tới trước mắt kim cương yêu tích tô giật thực lực tu vi nó thế nhưng là hơi có biết mà cái này mang yêu thú lại là ít nhất đến yêu huyền cảnh lục thất trọng cấp độ bực này khoảng cách cũng quá nhiều hơn một chút thôi xem như thế đi tô giật gật đầu luôn cảm giác đến trước mắt cái này gà trọc lông thật không đơn giản chỉ là tô giật chính mình rõ ràng chỉ là không nghĩ tới ngự hồn sư phía trên thực lực ở ngoài dự liệu có thể trọng thương cái kia kim cương yêu tích đây là tô giật không nghĩ tới tô vật không biết mình là tại ngự hồn sư trên thực lực hắn thật là siêu nhiên đồng cấp ngự hồn sư thái nhiều nhưng nếu thật là ngành kháng kim cương yêu tích cũng không phải một chuyện dễ dàng chỉ là cái kia kim cương yêu tích vốn là bị bị thương chính độ khí khó nhìn phật phòng không yên phía dưới một cái sơ sẩy chính là ra không ý nghĩ đụng phải linh hồn trọng thương sau đó mới bị tô giật có thể thừa dịp thừa dịp linh hồn chưa có lấy lại tinh thần đến thời khắc lấy nguyên binh đem chém giết mà nhìn lấy tô giật gật đầu gà trọc lông ánh mắt lộ ra một vòng nhàn nhạt trung động biểu môi nói thiếu niên không tệ hỏa tình mang hổ ngân linh yêu điệp chờ nhìn tô giật thế mà một người đánh giết một đầu yêu huyền cảnh lục trọng kim cương yêu tích cũng đều là âm thầm lộ ra vẻ kinh ngạc có chút trung động. Bất quá đối với hỏa tình mang hỗ trợ đến nói, ngược lại là không có biểu lộ ra nhiều kinh ngạc, đối với bọn hắn tới nói, cũng đã sớm quen thuộc, ngao ô, ầm um, ọp, uh, thú hống như sấm, tê minh xuyên vân, giống như bên này động tĩnh, hấp dẫn đến không ít mang yêu thú mà đến, ngao ô, thành thế to lớn, không ít to lớn mang yêu thú chính lao nhanh mà đến, giữa không trung hung cầm vỗ cánh, như là mây đen che khoảng không, khí tức sắc bén, đại nhân, ngân linh yêu điệp, hỏa tình mang hỗ trợ âm thầm chấn động ánh mắt cùng nhau nhìn về phía tô giật những thứ này mang yêu thú cảm thấy chính đang tìm người loại ta đi trước một bước các ngươi lẫn vào bên trong thuận tiện tìm hiểu một chút tình huống đến cùng là chuyện gì xảy ra tô giật lời nói rơi xuống nhất thời rời đi cái này khắp nơi đều là mang thú bên trong sợ là không thiếu có mang yêu thú cường giả căn bản không có cách nào đối phó hỏa tình mang hỗ trợ dù sao cũng mới yêu linh cảnh không cao khó có thể đối phó huống chi một khi động thủ, liền sẽ hấp dẫn đến càng ngày càng nhiều mang yêu thú, chờ một chút ta. Gà trọc lông mở miệng, cục đuôi, cũng lập tức đi theo sau lưng tô giật, tô giật cũng không có đi xa, thì trở lại vừa mới trong sơn động. Này sơn động vốn cũng đã rất ẩn nấp, bên ngoài còn có hỏa tình mang hỗ trợ ở, hẳn là cũng có thể ngăn trở những cái kia hấp dẫn mà đến mang yêu thú. Trong sơn động, tô giật mắt thấy gà trọc lông, ánh mắt nhìn chăm chú tại lông xù không lông trên thân thể, hỏi, ngươi đã thoát hiểm, có thể rời đi, ta với bên ngoài không quen, cũng không nhớ rõ tất cả mọi chuyện, nhìn ngươi thiếu niên này cũng không tệ lắm, không bằng trước hết theo ngươi đi. Gà, trọc lông do dự một hồi, sau đó mắt thấy tô giật hỏi, rất nghiêm túc, giống như cũng không có bất kỳ cái gì nói đùa ý tứ, tô giật trừng mắt, ngạc nhiên trừng mắt gà trọc lông, hỏi, ngươi muốn đi theo ta, không tệ, ta cảm thấy ngươi cũng không tệ lắm. Gà trọc lông nói ra ta thế nhưng là ngay cả mình đô hộ phù hộ không tôi giật bạch gà trọc lông liếc một chút bây giờ mình đều không có cách nào bảo hộ ở chính mình trốn đông trốn tây lại mang lên dạng này một cái gà trọc lông sợ là sẽ phải càng thêm gian nan huống chi đối cái này gà trọc lông lai lịch cũng chưa quen thuộc đi theo ở bên người cũng có được rất nhiều không tiện cũng không yên lòng ngươi cảm thấy cũng không muốn ngươi bảo hộ đi thì ngươi cái kia chút thực lực liền cái kia phát rồ nữ nhân đều không có cách nào đối phó gà trọc lông chờ lấy mắt nhỏ nhìn qua tô giật nói rõ một mặt ghét bỏ tô giật muốn nói cái gì nhưng lại muốn nói lại thôi có chút không phản bác được từ nơi này gà trọc lông cùng mạc nguyệt giao thủ tình huống đến xem cảm thấy chính mình thật đúng là bảo hộ không cái này gà trọc lông cái này gà trọc lông nhìn như không đáng tin cậy nhưng trên thân lại là có rất nhiều không đơn giản ngươi vẫn là xin cứ tự nhiên đi tô giật phất phất tay giữ lấy dạng này một cái lai lịch bí ẩn gà trọc lông ở bên người bất kể như thế nào đều là một kiện cực kỳ không đáng tin cậy sự việc ngươi thì không sợ ta đến lúc đó đi tìm cái kia con đại xà nói nó trứng là các ngươi trộm sao gà trọc lông mắt thấy tô giật từ tốn nói ngắn cánh nhàn nhạt chuồn phiến trong mắt uy hiếp màu sắc không còn che giấu ngươi đừng quên sĩ thiên giao trứng đã bị nữ nhân kia lấy đi tô giật nói với gà trọc lông vậy ngươi đến lúc đó có thể cùng cái kia con đại xà giải thích nhìn nó hội sẽ không tin tưởng gà trọc lông không còn chuyện gì nói ra, ngươi đây là đang uy hiếp ta. Tô giật trợn mắt quan trầm xuống, không nghĩ tới lại có một ngày, sẽ bị một cái gà trọc lông cho uy hiếp, sắc mặt lượt thay đổi, khóe miệng một vòng cười nhạt ý đường công nhất lên, tô giật mắt thấy cái này gà trọc lông, lạnh lùng tiếp tục nói, ngươi đừng quên, ta có một đám mang yêu thú, cần phải đủ để đưa ngươi đến lúc đó thật nướng đi, hoặc là nấu canh cũng không tệ, khổng tước canh, ta còn thực sự muốn nếm thử.